Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Hội Ái Hữu Nữ Trung học Gia Long Biển Đông Hoa Kỳ làm lễ ra mắt tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2016-2018 được tổ chức tại văn phòng quận Mason, thành phố Annandale, Virginia. Xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh do Việt TV thực hiện sau đây. Please join us in singing the national anthem of Republic of Vietnam. Người trong xứng danh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Sau nghi thức khai mạc, cô Ngọc Huyền chào mừng quý thầy cô, quan khách và thân hữu. Tôi xin chân thành cảm tạ quý thầy cô, Hội Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, Virginia. Kể đó là phát biểu và tường trình thành quả của chị Vũ Kim Khuê. Em là Gia Lâm Kim Khuê, Hội trưởng Hội Ái Hữu Gia Lâm Miền Đông Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2012-2016. Xin được kính chào quý vị. Tiếp nối chương trình, chị Lý Kim Hà, tân hội trưởng, trình bày về đường hướng hoạt động và trọng tâm công tác trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục. Kính thưa quý thầy cô, quý vị quan khách, tất cả quý chị em, bằng hữu, Gia Long và trường vườn rất thân thương của Kim Hà. Thật là một cảm kích và rất xúc động vô cùng sâu xa cho Ban chấp hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ được vinh hạnh đón tiếp một số quý quan khách đông đảo như thế này. Chị Lý Kim Hà đồng thời giới thiệu các thành viên trong Ban chấp hành và chỉ trình bày về chương trình làm việc và kế hoạch phát triển hội. Thứ nhất là Hội Ái Hữu Gia Long, cựu nữ trung học Gia Long miền Đông Hoa Kỳ thành lập nay là được 21 năm. Dạ, tức là năm chính thức thành lập á, là 1995, thưa anh. Thì từ năm đó tới nay thì Kim Hà vẫn luôn luôn gần như là lúc nào cũng là phó hội trưởng của hội để mà yểm trợ cho chị hội trưởng và ban chấp hành có thể làm việc tốt. Thì tới năm nay khi cái mà nhận lãnh cái nhiệm vụ này thì một trong những điều mà có những cái thay đổi là cái mà sẽ làm sao để có thể phát triển được cái hội, tức là mình là miền Đông Hoa Kỳ, cho nên mong ước rằng tất cả các bạn Gia Long từ ở Florida cho tới New York mà đã từng dự đại hội Gia Long miền Gia Long toàn thế giới năm rồi, tức là xung hạnh ngộ đứa thanh, thì là các bạn sẽ trở lại để sinh hoạt với Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông Hoa Kỳ. Tiếp mục kế tiếp là màn đồng ca Cô Gái Việt do các cựu nữ sinh trung học Gia Long Sài Gòn trình bày. Lễ ra mắt tân ban chấp hành kết thúc vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phóng sự ghi lại sinh hoạt của buổi ra mắt Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông Hoa Kỳ do Việt TV thực hiện. Xin cảm ơn quý vị dành thời giờ theo dõi. Cầu chúc quý vị luôn bình an, may mắn, thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Đại hữu thảo Việt TV tường trình từ thành phố Annandale, Virginia, Hoa Kỳ.